Phần đề cương học kỳ 2 tiết 1 này chúng ta sẽ làm số bài tập. Chúng ta chữa bài tập số 1 trước. Đây, có cả những bài nâng cao nhưng các bạn nghiên cứu. Ta sẽ nghiên cứu bài tập số 1. Ý A ở đây là mẫu chung ở đây là 15 x 7, 5 x 3 x 7. Chúng ta sẽ quy đồng và bỏ mẫu đi. Mẫu chung đây là chúng ta thấy là 21. 21 sẽ nhân với 4x cộng 3. Trừ đi 7 ở đây chúng ta nhân 3, 5, 15. 6x trừ 2 bằng 5735, 5x cộng 4 cộng 5 nhân 7 nhân 3 nhân 3 tức là cộng với 315. Bốn số nhân nhau ta nhân ra 21 nhân 4 là 84. Đây là tương đương 84x cộng 63 trừ 90x cộng 30 sẽ bằng 35 nhân 5 175. 175x cộng 35 nhân 4 140 cộng 315. Giờ chúng ta dồn hết x về một vế. 84x trừ 90x trừ 175x sẽ bằng 140 cộng 315 trừ 63 trừ 30. Đấy. Đây chúng ta lấy 84 trừ 90 trừ đi 175 thì sẽ ra âm 181. Âm 181x bằng 140 cộng 315 trừ 63 trừ 30 bằng 362. Lấy 362 chia cho 181 x sẽ bằng âm 2 vì số âm chia số âm. Đấy. Giờ chúng ta sẽ làm ý B. Ý B chúng ta làm xem bên này. Chúng ta thấy là mẫu chung ở đây là 10, 4 và 5, mẫu chung là 20. Như vậy là chúng ta số 4 là chúng ta phải nhân với 5. 5, 3 là 15. Nhân 2x trừ 1. Trừ 10 đây rồi chúng ta phải 2 nhân 3x cộng 1 cộng 20 bằng 5, chúng ta phải nhân với 4, 4 2 là 8, 8 nhân 3x cộng 2 nhân ra 15 nhân 3 à 15 nhân 2 là 30x trừ 15 trừ đi 6x trừ 2 cộng 20 bằng 38, 24x cộng 16
Chúng ta thấy là đây là 30x trừ 6x. Rồi chúng ta thu gọn luôn. Đỡ phải lằng nhằng như này. 30 trừ 6 là 24. 24 trừ 24 là hết 0x bằng 15 trừ 2 cộng 2, trừ 15 cộng 10 là âm 5. Âm 5 với lại âm 2 là âm 7. Cộng với 6 là bằng 23. Chỗ này là vô lý. Vì không không thể bằng 23 được. Như vậy x thuộc rộng. Phương trình vô nghiệm. Vô nghiệm. Hay là x thuộc rỗng cũng được. Đó. Chúng ta sang IC. Đã kiên nhẫn chúng ta làm. IC mời bạn Thúy Linh nào. Mẫu chung là bao nhiêu? Em được thầy IC mẫu chung là To mic. 32 ạ. To mic đi một chút. Em được thầy mẫu số chung là 12 ạ. Rồi, tương đương với điều gì đây? Tương đương với lại là em làm luôn nhá thầy nhá. Được. 4x cộng 18 ạ. Sao lại cộng 8 đâu ra? Em nhân 8. luôn đấy thầy. Cộng 8 Rồi. cộng 18x trừ 9 Rồi. trừ 10x cộng 6 Nhân trừ 12 rồi. 12x trừ 12x trừ 5 bằng 0. Làm như này thì hơi bị ác đấy. Rồi, cũng được. Tương đương 0x cộng 0 bằng 0. Rồi. Tương đương 0x bằng 0. Rồi. Suy ra x thuộc rộng ạ. X thuộc rỗng lại không đúng. Suy ra x thuộc giờ. Tức là phương trình vô số nghiệm ấy. Wow. Chứ không phải vô nghiệm đâu. X nào chả được. Chứ không phải vô nghiệm định nha. Đúng nghĩa là 0x bằng 23 là mới vô nghiệm. Còn 0x bằng 0 thì x nào thay vào chả được. Nhớ chưa? Wow. Đấy. D. Vân Anh nhỉ? Vân Anh xử lý D cái nào? Đây là bằng 6 nhân với x cộng 4. Mẫu chung là bao nhiêu? Nói chung là 30 ạ. Rồi. X cộng 4 trừ 30x cộng 120 Rồi. trên 30. Trên 30 thôi. Bỏ đi. Bằng 10x trừ 15 nhân với x trừ 2 ạ. Trừ 15. Nhân với x trừ 2 ạ. Rồi. 15 ở đây nhân x trừ 2. Rồi. Tương đương bằng 6x cộng 24 trừ 30x cộng 120 bằng 10x trừ 15x cộng 30. Tương đương 6x trừ 30x cộng 15x. 15 rồi à, cộng 15 ấy. Rồi. Trừ 10x. 15 ở đâu nữa? Trừ 10x cộng 15x thì ạ. Còn ở bên vế phải thầy. Em chuyển Đây, vế ạ. 10 trừ 15. À, được. Thì đây phải là trừ 10x. Cộng Cộng 15x. 15x Bớt chứ, bớt chứ. bằng Bằng bao nhiêu? 30 trừ 24 trừ 120 Ra bao nhiêu? ra âm 144 ạ. Thằng mí chỗ viết rồi.
tương đương trừ 19x bằng âm 144, tương đương x bằng 6.7 Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 6. x 6. Rồi, chỗ này chúng ta cứ ghi là 7 bằng hạ âm 2 nhá. Rồi, ABCD xong. Chúng ta sang ý E. Yeah. Tú xem nào. Dạ, bây giờ mới làm nhưng làm được tương đương với lại Mẫu mẫu chung là bao nhiêu? mẫu chung là 12, Mẫu chung là 12, vậy chỗ này phải nhân với mấy? chỗ này phải nhân với 6 x Rồi, cộng 1, 6. 6x cộng 1 cộng với 3 nhân với x cộng 3 Rồi. bằng 36 trừ đi 4 nhân với x cộng 2 Rồi. đương với 6x cộng 6 cộng với 3x cộng 9 bằng 36 trừ đi 4x trừ 8 Rồi. bằng 9x cộng với 15 Gọn đấy. bằng 36 bằng 28 trừ đi 4x Rồi. bằng 13x bằng 13x bằng 1. Vậy phương trình có tổng nghĩa bằng 1 và S bằng 1. Đây. X thuộc 1 cũng được. Rồi, ok. Người sẽ được em. G đi khá hay. Hiếu làm ý G thôi. Em cho thầy là Rồi. tương đương với lại x cộng 2 phần 98 cộng 1. X cộng 2. X cộng 2 phần 98 cộng với 1 cộng x cộng 4 phần 96 cộng với 1 sẽ bằng x cộng 6 phần 94 cộng 1. Ta thấy là tử có mẫu luôn luôn dàn trăm, đúng không? Vâng, cộng với x cộng 8 phần 92 cộng 1. Tương đương với x cộng 100 phần 98 cộng với x cộng 100 phần 96 trừ đi x cộng 100 phần 94 trừ x cộng 100 phần 92 bằng 0. Tương đương đặt nhân tử chung là x cộng 100. Bên trong còn là 1 phần 98. Cộng 1 phần 96 trừ 1 phần 94 trừ 1 phần 92 bằng 0 vì vì cái 1 phần 98 cộng 1 phần 96 trừ 1 phần 94 trừ 1 phần 92 khác 0. Nên x cộng 100 bằng 0. Vậy x bằng trừ 100. Rồi, ok. Này khá hay. Đấy, làm cũng tốt. Số 2 tới 8 ý đạt đâu ra. Rồi, ý đầu tiên nhân hết à? Nhân hết ra.
Nhân hết giả, khá giả. Có cái nào mà nhanh hơn phát hiện ra vấn đề gì chưa? Nó có chung với trừ một. Thế làm sao mà đã phải nhân? Đặt chữ x trừ Sợ một ra làm cái xem. đấy không được. Đặt x trừ một ra xem này. Tận x trừ một ra ngoài. 3 nhân x trừ 1. Thì Hoặc là như này, chúng ta phát hiện ra có x trừ 1 rồi, chúng ta đặt x trừ 1 ra. là x trừ một ra ngoài. Trong còn 3 nhân Bên vào trong thì thì sẽ còn 3 nhân 2x trừ 1. là 6x trừ mấy? 6x trừ đi 3. Trừ đi x trừ 1 chúng ta chuyển sang. Trong còn nhân vào 5x cộng bao nhiêu? Bảo nhà thì nó đi nghe. Tiếp theo thì có cái gì em chung? đặt nhân tử chung là x trừ một. Rồi. Rồi. Chung x trừ 1. Trong còn Bên trong sẽ còn 6x trừ 3 trừ đi 5x trừ 40 ạ. không rồi Tiếp theo là x trừ 1 thì sẽ bằng x trừ đi 43. Rồi bây rồi giờ em tương đương với lại một là x trừ 1 bằng 0, hai là x trừ 43 bằng 0. thì làm như này không thích thì sao mà phải nhân tan rồi. Em bị lú. Thế nào mấy X bằng 43. vậy, Vậy tập nghiệm của phương trình là thích thuộc gì đây? Rồi, cảm ơn. Bạn Hà làm ý B. thầy là ý B sẽ là tương đương 3x trừ 1 nhân với 3x cộng 1 bằng Đang là hàng 3x đẳng cộng thức. 1 Chuyển vế luôn. bằng trừ 3x cộng 1 nhân 4x cộng 1 bằng 0. 4x cộng 4 cộng 4x 1. cộng 1 bằng 0. Chuyển vế rồi. À bằng 0 rồi. Bằng 0. Rồi. Tương đương là 3x cộng 1 nhân với mở ngoặc 3x trừ 1 trừ 4x trừ 1 bằng 0. Tương đương 3x cộng 1 nhân với trừ x trừ 2 bằng 0. Tương đương 3x cộng 1 bằng 0 hoặc trừ x trừ 2 bằng 0. Tương đương x bằng trừ 1 phần 3 hoặc x bằng trừ 2. Vậy, x thuộc tập hợp trừ 1 phần 3 trừ 2. Rồi, đúng rồi. Tốt. Thôi, tiếp tục làm ý C với ý D. Làm ý tiếp theo. C. C xin mời. Linh. Thầy là bằng x cộng 7 nhân với 3x trừ 1 bằng 7 cộng x bằng 7 chữ x bằng 0. 7 cũng x nhân 7 chữ x. Vâng. Đúng không? Vậy thì phải trừ đi chứ, trừ muốn bằng 0 thì phải trừ đi. Vâng, chú ý là thầy. À, là có cái gì chung? Như thầy là có x cộng 7
mà ngoặc vuông 3x trừ 1 trừ đi 7 trừ x. Chả cần ngoặc vuông đâu, đây là 3x trừ 1 rồi nha. Vâng. Này phá ngoặc giúp trừ đổi thế này thành trừ 7 cộng x không? Làm nhiều ngoặc thì cho nó chặt trội. Đâu? Sao nữa? Bằng không, ta có x bằng trừ 7. 4x bằng 8 trừ 7 bằng 4x trừ 8 không? Vâng. Thì ra ta có x bằng trừ 7. X cộng 7 bằng 0. X bằng 2. X bằng trừ 7. Thì là x bằng 2. Vậy S tập hợp S sẽ bằng trừ 7 2. Ê, còn cái chú này thì làm thế nào? Vân Anh thế này. Dạ, như thầy là tương đương 4x bình. Phá ra. Vâng. Phá ra nó cũng không hay. Đây còn cái nào nữa không? Phá ra thì đương nhiên cũng có thể làm được rồi. Không thích phá. Thấy hàng đẳng thức không? Này. Dạ. Thấy hàng đẳng thức không? Có ạ. Ra bao nhiêu? 2x cộng 1 nhân với 2x. À, trừ x cộng x trừ 1 bình bằng 0. Đây là hàng thức số 3 không? Số thứ nhất cộng số thứ hai, 2x cộng 1. Cộng số thứ hai là cộng x trừ 1. Nhân với số thứ hai là số nhất cộng với trừ đi số thứ hai. A cộng B nhân A trừ B. 2x cộng 1 trừ x cộng 1 bằng 0. Thu gọn 3x, đây là thành x cộng 2 3x bằng 0. X bằng 0, x bằng âm 2. Vậy tập hợp S sẽ bằng 0 âm 2. Đó. Làm ý em. Em thưa thầy là đặt x ra ngoài. Rồi. Tương đương x nhân với lại x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Rồi, phân tích tiếp không? Có. Rồi. Tương đương là x bình trừ đi 3x không, trừ đi 2x trừ đi 3x cộng 6 bằng 0. Tương đương là x nhân với x nhân x trừ 2 trừ đi 3 nhân x 3 nhân x cộng 2 trừ 2. À, vâng, trừ 2. Tương đương x nhân với lại x trừ 3 trừ đi x trừ. Rồi, bằng... không sao nữa. Mấy ngoặc đây, mấy ngoặc vuông đây. Ba ngoặc vuông. Ba cái một. Thì là đầu là x bằng 0. X trừ 2 bằng 0. Và x trừ 3 bằng 0. Tương đương là ba trường hợp
x bằng 0, x bằng 2 và x bằng 3. Rồi, vậy. Vậy phương trình có tập nghiệm là s bằng 0, 2, 3. Rồi. Xin mời một bạn làm này. Hà nữa. Làm cái gờ nữa. Em đây thầy ý gọi là tương đương 2x mũ 3 cộng 3x bình trừ 32x trừ 48 bằng 0. Tương đương 2x mũ 3 cộng 11x bình cộng 12x. Xin là vậy thì em đặt cái gì ra ngoài nhỉ? 11 đến bình nhỉ? Ý em phân tích từ từ Vâng. gì? Xong Dạ vâng. xong rồi thì đã hiểu ý em rồi. Có dùng sơ đồ không nghe không? Có. À, nhưng mà đây trước khi dùng không nghe thì cứ dùng bình thường vậy đó. Đây. X bình. Thì mình cộng 3 anh bình với nhau. Nên gì thì khổ trước. Trừ Trừ đi. 32x cộng 48 Cái gì mà phải không nghe cho nó lâu. bằng 0. Sau này là cái gì Tương đây? đương x bình. X bình rồi. Nhân với 2x cộng 3. Rồi. Là trừ Trừ bao đi nhiêu? 16. Trừ Rồi. 16 nhân x trừ 3 nhân 2x trừ 3 bằng Cộng 0. cộng 3. Cộng 3 tương đương 2x mũ 3 à 2x cộng 3 nhân với x bình trừ 16 bằng 0. Đến đây thì cũng đẹp rồi, đến đây thì thích thì tách Tương đương 2x cộng 3. 2 cộng 3 nhân với x trừ 4 nhân với x cộng 4 bằng 0. Tương đương hai cộng ba bằng không, x trừ bốn hoặc x trừ bốn bằng không hoặc x cộng bốn bằng không tương đương x bằng trừ ba phần hai, x bằng bốn hoặc x bằng trừ bốn. Rồi. Vậy f bằng trừ 3 phần 2 4 trừ 4. Rồi, cảm ơn. Tốt. Hay tiếp theo. Đấy, bài này thì chúng ta thấy như này, tương đương nó tích sẵn rồi, có gì thì bàn nữa đâu. X bình trừ 5 bằng 0, x cộng với 3 0. X bình bằng 5, x bằng âm 3. X bình bằng 5 thì x sẽ bằng căn 5 cộng trừ căn 5. X bằng 3 âm 3. 3 nghiệm. Vậy S bằng bộ thứ nhất là cộng trừ căn 5. Số thứ ba là âm 3. Ba số. Và cái này chúng ta phân tích thành nhân tử theo kiểu tổng giữa tích đầu cuối. X bình chúng ta thấy là cộng số cộng lại ở giữa, cộng lại là 2 mà nhân lại là âm 15 thì số âm 3 và 5. X
xong rồi x trừ 3 cộng 5 x trừ 3 bằng 0 x cộng 5 x trừ 3 bằng âm 5 x bằng 3. Vậy S sẽ bằng âm 5 bằng 3. Rồi IA thì nó sẽ bằng điều kiện xác định là bao nhiêu? Điều kiện xác định thì đầu tiên là x sẽ khác trừ 1 và x khác hại. Điều kiện xác định x khác trừ 1 và x khác hại. X khác trừ 1 x khác 2 xong sao nữa? Rồi bây giờ ta có nói đi. Thì 1 phần x cộng 1 trừ đi 5 phần x trừ 2 bằng 15 phần cái gì? Em viết lại đầu bài nào. Rồi. Thì em viết là từ 1 trừ ra. Rồi dòng tiếp theo thì nó sẽ là 1 nhân x trừ 2 trừ đi 5 nhân x cộng 1 tất cả. Từ 1 sẽ suy ra. 1 nhân x trừ 2. 1 nhân x trừ 2 luôn. Ở x trừ 2. Trừ đi 5x. X cộng 1. Phần quy đồng bỏ mẫu, quy đồng bỏ mẫu luôn. Em sợ tắt quá. Không, rồi. Vậy thì tiếp theo thì em nhân ra luôn. X trừ 2 trừ đi 5, X trừ đi 5. Bằng 15. Trừ 15. À rồi. Vậy thì tương đương với lại là trừ 4, trừ 7. Trừ 4x trừ 7 bằng 15, trừ 15. Vậy thì trừ 4x nó sẽ bằng trừ 8. Vậy thì x sẽ bằng hại. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là sai. Thấy chưa? Đạt. Đạt ơi. Phương trình vô nghiệm x bằng 2 không thỏa mãn. Ý B này thì điều kiện xác định x khác cộng trừ 2 nên là 1. 1 cũng sẽ suy ra tương đương với, chúng ta viết lại đó là x trừ 1 trên x cộng 2 trừ x trên x trừ 2 bằng, chỗ này chúng ta đổi từ, đổi dấu của từ và đổi dấu của mẫu đi, đó là 2 trừ 5 x trên x trừ 2 trên x cộng 2. Lý do ở đây là khi 4 trừ x bình chúng ta phải đổi thành x bình trừ 4, tức là hàm đẳng thức tương đương. Mẫu chung ở đây chính là x trừ 2 nhân x cộng 2, thì chúng ta thấy là x trừ 1 sẽ phải nhân x trừ 2 trừ x nhân x cộng 2, x nhân x cộng 2 bằng 2 trừ đi 5 x. Chúng ta bỏ mẫu cho nên chúng ta phải dùng dấu suy ra. Tương đương x bình trừ 2x trừ x cộng 2 trừ x bình trừ 2x trừ 2 cộng 5x bằng 0. Tương đương chúng ta xem x bình trừ x bình hết rồi này, không còn x bình nữa. Bây giờ
2x trừ x là thành chỗ này là trừ 3x trừ 5x cộng 5x là hết, không còn con x nào, 0x 2 trừ 2 hết nốt, cùng bằng 0. Vậy x thuộc R là phương trình của vô số nghiệm. Rồi, ok. À, chúng ta xem ý C. Ý C chúng ta cũng thấy đó là điều kiện xác định. Mời bạn Hà thôi nào. Em vừa thấy điều kiện xác định là xh cộng trừ 1 phần 2. Em thấy tương đương 4x bình cộng 4x cộng 1. Em nhân luôn à? Nó cứ biết lại đề bài đó. 2x là 2x cộng 1 chia. Tám trên hai x cộng một nhân với hai x trừ một suy ra điều gì nhỉ? Suy ra là nhân luôn hai x cộng bốn x bình cộng bốn x cộng 1. Chính là 2x cộng 1 tất cả hình phương đấy. Trừ đi 2x trừ 1 tất cả hình phương. Tất cả phương. 8. Tương đương với gì đây? 4x bình cộng 4x cộng 1 trừ 4x bình cộng 4x trừ 1 bằng 8. Và tương đương 8x sẽ bằng 8. Tương đương x bằng 1 thỏa mãn. Nhận được. Đỡ hình dung. Vậy f thuộc tập hợp s bằng s bằng hay s thuộc? S bằng. X thì thuộc, s thì phải bằng. Nha. Vân Anh là ý D rồi. Chưa làm thế rồi. Rồi. Điều kiện xác định là bao nhiêu hả Vân Anh? Nhìn xem nào. X khác mấy? Vân Anh. X khác 8 ạ. Rồi. Nói em phương trình này phương trình 1 đi. Đó 1 tương đương với phương trình dưới này. Đây là 3 trên 2 nhân x trừ 8 cộng 3x trừ 20 trên x trừ 8 ạ. Trừ cộng 1 phần 8 trừ 13 trừ à? Chuyển đấy luôn à? Dạ. Em chuyển luôn cái 18 xong với bên kia. Rồi. Hãy yêu khách này đi rồi sau đó gọi tí nữa. Dạ. Không. Tương đương bỏ mẫu chưa, suy ra mẫu chung là bao nhiêu? Mẫu chung là 6 nhân với x trừ 8. Mẫu chung là 6 à? 2, 8 với 3 mẫu chung bao nhiêu? 2. Mẫu chung là 24. 24 à?
Vậy chỗ này phải nhân bao nhiêu? Nhân 12. 36 cộng 24 nhân 3x trừ 20 cộng 8 rồi, 24 mà dùng 8 rồi cộng 13, trừ chỗ này 24 mà dùng 3 rồi 8 nhân 13x trừ 102 bằng 0, bằng 0. Bằng không tương đương 36 72x 480 104 cộng 8 nhân 102 86 bao nhiêu? 816 ạ. 6 816 bằng 0. X. À đây là 104x. Làm nhầm gọi này. Trừ 104 x. Đấy. 72 này trừ đi 104 là còn bao nhiêu? Trừ 32 ạ. Rồi. Trừ 32x. Rồi, thu gọn cái đám số kia. 36 cộng 3 trừ cái này cộng cái này là ra bao nhiêu? 375 ạ. 315 dương à? Vâng. Dương ạ, cộng 375 Dương bằng ạ, âm dương thế ạ. âm 375. Thế chuyển vế sang cái bằng âm 375. Vâng. Vậy x bằng bao nhiêu? Vâng. 375 chia 32. Nó ra phân số này ạ. Ra bao nhiêu? Xấp xỉ 11,72 ạ. 375 phần 32. Để bạn thôi. Nhận. Thỏa mãn điều kiện. Vậy x sẽ bằng 375 phần 32. CD. Rồi ok. Tiếp theo. E. Xin mời bạn chi xử lý cái số. Điều kiện xác định đây là x khác cộng trừ 1. Chi ơi, Dạ. nào x khác cộng trừ 1, vậy thì giờ xử lý đoạn này như nào? Em trước tiên em nhỉ? Quy đồng 5 lên. Phân tích, có phân tích thì nhân tử không? Có. Nhưng mà là phân tích của cái vế sau. Một sẽ phải suy ra này. Em viết lại, viết đặt tên thì khỏi phải viết lại. Vâng. Sáu. Mẫu là bao nhiêu? Bao là x bình trừ 4 à, x bình trừ 1 Phân tích ra cho đỡ phải ghi. à, x trừ 1 nhân x cộng 1 Cộng 5. cộng 5 bằng x cộng 1 chia 4 trên 4 nhân x cộng 1
trừ đi 12x trừ 1 trên x 4 nhân x trừ 1. Vậy chúng ta phải đổi dấu trừ này thành dấu cộng này. Vâng. Dưới này đặt 4 ra trong còn x trừ 1. Đấy, vậy nó mới đẹp tự hình. Như vậy là cùng mẫu mẫu chung là 4 nhân x cộng 1 nhân x trừ 1. Số 6 còn thiếu cái gì? Đây chỗ này vẫn là tương đương nhé, chưa có mẫu tương đương giờ mới suy ra này. 6 thành cái gì? Sáu thành bao nhiêu hả Chi? Chi ơi, mẫu chung ở đây là 4 nhân với lại 4 nhân với lại x cộng 1 nhân x trừ 1 thì gì nhá thôi. Vậy thì chúng ta chúng ta lại tiếp tục, nó đang bị lag mạng chút. Rồi, ở đây là 5 nhân với x cộng 1 nhân x trừ 1 chính x bình trừ 1. Chúng ta lại thu lại cho nó dễ. Bằng 8x trừ 1. Cái này là khá dài. Nhân với x cộng 1. Không có số 4 nữa. Nhân x trừ 1 chứ thầy. À, rồi, xin lỗi, nhân x trừ 1. Rồi. Cộng 12x trừ 1. Nhân bao nhiêu? Nhân với lý x cộng 1. Rồi. Nhân ra sao nào chị ơi? 24 này. Đây là 24 cộng 5x bình trừ 5. Chỗ này ra 8x bình. 8x bình trừ 8x. Thì 8x. Trừ đi x trừ 1. Đọc nhanh lên chút đi. Cộng với lại 12x bình cộng 12x trừ x cộng 1. Trừ 1. Giờ xem tiêu diệt xem nào. X bình. 5x bình này. Bên kia. Bình là 8x bình với 12x bình. 8 với 12 là bao nhiêu? Là 20. 20 mà 5 trừ đi 20. Trừ 15x bình. Trừ 15x bình. Tiếp, bây giờ đến cái bọn x đâu? 8x trừ âm x. 8x này. À, trừ 8x trừ x. Chỗ này là trừ 9x này. Vâng. Trừ 9x với cái trừ x này là trừ 10x này. Trừ 10x với cái cộng 12 nữa. Là bằng 2x. À, cộng 2x. Bằng trừ. Bằng chứ lỗi. Chúng ta chuyển hết sang bên phải. Bằng 2x vậy chuyển sang phải trừ 2x. Rồi, tiếp này. 24 trừ 5 là bao nhiêu? 24 trừ 5 là 19. 19. 19 cộng 20. 19 thì chuyển sang kia, chuyển sang bên phải sẽ là trừ 19. Vâng. À đâu. Rồi. Từ từ. Cộng 19 nữa thầy. Tại bên kia là triệt hết rồi. Rồi cộng 19 rồi. Cộng 19. Xem có nhầm lẫn hay không. 15x bình thì chuyển sang bên phải này. Đúng này. Còn cái kia là 12 dương 2 dương 2 đúng không? Chuyển hết sang bên trái. Chuyển ra. Này phân tích được không nhỉ chị nhỉ? Vâng, em chưa thấy chỗ nào sai. Nhưng mà phân tích được thành nhân tử không? Em chưa phân tích ra được. Rồi, thử xem nào. Nhầm rồi chị ơi, chỗ này chúng ta quên mất số 4 ở đây. Chị. Vâng. Rồi, như vậy chỗ này sẽ phải là quên mất số 4 ở đấy nhé. Như vậy là chỗ này là số 5 phải nhân đi 4 phải là 20. Chị nha. Được rồi. Đây sẽ là phải là 20. 20 trừ 20. Chị
thì 100 thôi. À trừ 20 chứ. Đó, bây giờ thì đoạn dưới chắc chắn là sai rồi. Xử lý lại đoạn này thì đã vội, vội hỏng hết bánh kẹo. Đấy, bây giờ xem sao nào. Thì đã x bình thì đâu mất rồi. 20 x bình này. Trừ chỗ này bên này có 20 x bình này, còn tí nào không? Hết ạ. Hết. Thôi chúng ta cứ ghi đi nha. Trừ 8 với trừ 1 là trừ 9. Trừ 9 với lại trừ 1 là trừ 10. Trừ 10 cộng với lại 2 là thành 2. Vâng. Chúng ta đây là 2x, chúng ta để bên này đi, nó bằng đi. Được chưa? Vâng. 24 trừ 20. Thì còn 4. 4. Còn ở đây là bên này 1 hết rồi. X bằng mấy? Vâng. X bằng 2. Nhận hết loại. Nhận. À, ừ, nhận xin lỗi. Nhận. Nhận bằng 2. Rồi. Chúng ta xử lý g. G bị h. Rồi, chúng ta thấy điều kiện xác định bài này. Điều kiện xác định bài này khá vất vả bài này. Đầu tiên với x khác 1. Cộng trừ 1 đã. Đấy. Được, x khác cộng trừ 1. Rồi. Vậy thì chỗ này là tương đương với, hoặc là chúng ta sẽ nhân ra, suy ra. Chúng ta quy đồng ở mẫu để nhân chéo lên. 2x cộng 2 trên x trừ 1 trừ 2x trừ 2 trên x cộng 1 nhân chéo lên bằng 1 cộng x cộng 1 trên x trừ 1. Chúng ta nhân chéo thôi, như cái này nhân 1, đừng chéo này nhân với 2 thôi. Mẫu chung ở đây là x cộng 1 trên x trừ 1. À thôi, chúng ta để dưới dạng ngoặc đơn đi cho nó dễ nhìn. Hai nhân vào ngoặc x trừ một. Đấy, suy ra đây là tương đương ở đâu cũng là suy ra tiếp. 2 nhân x cộng 1 tất cả hành phương trừ 2 nhân x trừ 1 tất cả hành phương bằng x cộng 1 nhân x trừ 1 chính là x bình trừ 1 cộng x cộng 1 tất cả hành phương. Giờ chúng ta phá tan thôi. 2 x bình cộng 2 x cộng 1 trừ 2 nhân x bình trừ 2 x cộng 1 sẽ bằng x bình trừ 1 cộng x bình cộng 2 x cộng 1. Chúng ta xem có cái gì bị tiêu diệt không. Nhân ra 2x bình cộng 4x cộng 2 trừ 2x bình cộng 4x trừ 2 bằng x bình trừ 1 cộng x bình cộng 2x cộng 1. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy này, 2x bình trừ 2x bình hết, bên này hết. Bên này x bình cộng x bình còn 2x bình. Chúng ta chuyển sang bên này thì trừ 2x bình. Trừ 2x bình. À, x bình nha. Chuyển hết sang bên trái. 4x cộng 4x là 8x. 8x trừ 2x cộng 6x.
2 trừ 2 hết, 2 trừ 2 hết, 1 trừ 1 hết, số tự do hết, bằng 0. Chúng ta đặt 2x ra ngoài, trong còn x trừ 3. Đây là phương trình tích rồi. X bằng 0, x trừ 3 bằng 0, x bằng 0, x bằng 3. Này, thỏa mãn điều kiện. X bằng 0. Chờ chút đã. Chỗ này là x phải khác 0. X phải khác 0 nữa đấy. À, điều kiện x phải 0. Vậy chỗ này loại. Chỗ này phải nhận. Vậy S sẽ bằng số 3 thôi. Cái IH này chúng ta xử lý thế nào? Vì chúng ta thấy có hai cái mẫu giống nhau, cho nên là chúng ta cứ diệt hai cái mẫu đi đã, diệt hai cái phân thức đi đã. Điều kiện xác định. Điều kiện xác định. X khác. À thôi, chỗ này chúng ta phải làm từ từ. Điều kiện xác định này. X bình trừ 3x cộng 2 các 0. X bình trừ 4x cộng 3 cũng khác 0. Tương đương với chỗ này là x trừ 1 nhân với lại x trừ 2 khác 0. Đây là x trừ đi x trừ 1 nhân x trừ 3 khác 0. Tương đương với lại x khác 1 khác 2 3. X khác 1, x khác 2, x khác 3. Nhưng điều kiện xác định phải mỏng nhọn đấy nhá. Nếu mà phương trình tích của cái khác là phải mỏng nhọn. Chúng ta đặt đây là phương trình 1. 1 tương đương với x cộng 4. Ta viết luôn thành tích là x trừ 1 nhân x cộng 1. X trừ 1 nhân x trừ 2. Trừ x cộng 1. Trên đây là x trừ 1 nhân x trừ 2. Trừ 2. Đây chúng ta, vậy thì chúng ta trừ luôn đi. Trừ 2 x trừ 5. Bằng 0. Tương đương x cộng 4 trên x trừ 1 trên x trừ 2 trừ đi chỗ này là cộng đi x trừ 4 thành cộng 4 trên x trừ 1 x trừ 2. À trừ trừ 2 đúng không? Nhầm lẫn em nhỉ? Trừ 3 chứ. Trừ 3. Bằng 0. Mẫu chung ở đây là x trừ 1 nhân x trừ 2 nhân x trừ 3. Nên chúng này sẽ còn x trừ 3. Suy ra x cộng 4. Bỏ mẫu thì suy ra thôi. Nhân x trừ 3 ở đây cũng x cộng 4. À không cần, không cần nhân nữa. Chúng ta thấy tử số đó là x cộng 4 rồi.
x cộng 4 đặt ra ngoài. Đại quá. Nhân vào ngoặc. 1 trên x trừ 1. Nhân x trừ 2. Cộng 1 trên x trừ 1. X trừ 3. Bằng 0. Tương đương x cộng 4 sẽ bằng 0. Và tương đương x bằng âm 4. Nhận. Đó. Được rồi. Thế ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời học đến bài tập này. Hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Nhá.